Khuyên cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người. Hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, Bộ Y tế khuyên cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau. Tránh tiếp xúc gần với người bệnh, người nghi mắc bệnh. Khi cần tiếp xúc, phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách ít nhất 2 mét. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 30 giây hoặc nước vệ sinh tay có chứa 60% độ cồn trở lên. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi. Khi cần đến nơi đông người phải đeo khẩu trang và rửa tay ngay khi có thể. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe. Hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng chất tẩy rửa thông thường. Luôn giữ phòng thông thoáng, hạn chế dùng điều hòa. Đối với thang máy ở các tòa nhà, cần thường xuyên lau chùi bề mặt, đặc biệt là các nút bấm bằng dung dịch sát khuẩn thông thường. Nếu có sốt, ho, khó thở, phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người nhập cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly kịp thời. Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.